Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình giới thiệu thư mời viết bài hội thảo về quyền sử dụng tự do tác phẩm Nguyễn Thái Cường Report from Institute Intellectual Property and Competition. Sau đây là nội dung của thư mời. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi thầy cô chuyên gia pháp luật sở hữu trí tuệ. Trong khuôn khổ đề án nghiên cứu khoa học cấp bộ số 5-505-50501, nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu học sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép trích dẫn trong pháp luật về quyền tác giả từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam qua diễn đàn thảo luận trực tuyến trên phần mềm Zoom của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quyền tác giả, thảo luận những vấn đề chuyên môn trong thực tiễn, góp phần vào việc nâng cao nhận thức và áp dụng những quy định của quyền tác giả và văn bản hướng dẫn, tạo tiền đề lý luận cho việc nghiên cứu áp dụng những quy định pháp luật về quyền tác giả trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Do đó, ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời quý thầy cô chuyên gia viết tham luận cho hội thảo với nội dung cụ thể như sau. Nội dung thảo luận: những nội dung liên quan đến quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về quyền tác giả từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam, phân tích những điểm bất cập còn tồn tại của luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn. Bên cạnh đó, phân tích những điểm bất cập còn tồn tại của luật sở hữu trí tuệ và các văn bản. Các chủ đề gợi ý. Quý thầy cô chuyên gia có thể tùy chọn những chủ đề khác phù hợp với chủ đề hội thảo. Các vấn đề xoay quanh việc nhận diện khái niệm quyền sử dụng tự do tác phẩm, hình thức pháp lý của nhà trường trong việc áp dụng quyền sử dụng tự do tác phẩm, chính sách của các cơ sở giáo dục đại học về quyền sử dụng tự do tác phẩm, dung lượng được sao chép, tần suất, số lần, địa điểm, sự tồn tại các hướng dẫn, quy định, nội dung và cơ chế con người trong việc áp dụng các quy định này. Về danh mục, nhận diện khái niệm quyền sử dụng tự do tác phẩm, hình thức pháp lý của nhà trường trong việc áp dụng quyền sử dụng tự do tác phẩm, tỷ lệ của dung lượng được sao chép, tần suất, địa điểm của việc sao chép, tổng quan về cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn. Quyền sử dụng tự do tác phẩm theo quy định của pháp luật châu Âu Hoa Kỳ, quyền sử dụng tự do tác phẩm theo pháp luật Singapore Thái Lan, quyền sử dụng tự do tác phẩm Trung Quốc Ấn Độ. Thực tiễn áp dụng quy định về trích dẫn sao chép trong các trường đại học, thực tiễn áp dụng quy định về trích dẫn sao chép trong viện nghiên cứu khoa học, thực tiễn áp dụng quy định về sao chép tác phẩm tại thư viện, thực tiễn áp dụng quy định về trích dẫn trong các nghiên cứu học sinh viên, học viên nghiên cứu sinh, thực tiễn áp dụng về quy định sao chép của giảng viên, quy chế đạo đức trong nghiên cứu khoa học, những biện pháp bổ trợ cho việc thực thi quyền sử dụng tự do trong quyền tác giả, các chủ đề khác có liên quan đến nội dung hội thảo theo đăng ký. Nhận bài, quý thầy cô chuyên gia đăng ký chủ đề bài viết có thể gửi tham luận cho ban tổ chức qua email ntcr@hcmulaw.edu.vn. Quy cách độ dài bài viết tối thiểu 6 trang, tối đa 15 trang A4 phong tam chiêu roman, cỡ chữ 13, giãn dòng trên dưới. Hạn đăng ký bài viết gửi tóm tắt đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021. Hạn gửi tham luận đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021 và thời gian tổ chức hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 12 năm 2021. Kính mong nhận được bài viết của quý thầy cô chuyên gia cho hội thảo khoa học quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép trích dẫn trong pháp luật về quyền tác giả từ thực tiễn cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Trân trọng thay mặt ban tổ chức, tiến sĩ Nguyễn Thái Cường. Nguyễn Thái Cường report from Institute Intellectual Property and Competition ngày 4 tháng 11 năm 2021. Xin chào và hẹn gặp lại.